xuống sông vậy á, nổi xuống sông vậy. Con cam ngày mai có chừng có lăn nó rình rình nó đi với con. Để trốn mình sao? Đó, con nó lột rồi á. Tôm lột đi. Lột con tôm. Cố lên bạn ơi, bạn hiền ơi. Cần chút nữa. Giờ mấy anh em đi tháo đáy nè cả nhà. Rồi tới chỗ đổ rồi cả nhà ơi. Qua trời ơi thật. Cứu lên mấy bạn ơi. Giết cái nó quý không cái cho ra luôn. Dẫn vào. Nặng không anh? Không. Cái gì vậy? Cái sao đầy bốc. Đổ cái này chứ ít, đổ cái sao. Dạ. Nó chưa thông luôn ha. À, nước yếu mà chưa có nhiều. Nước rồi, lá cũng là nước cây rất mạnh. Đủ nhiều. Cái xác cây nó gì ta. Cát nhiều hơn cát nhiều. Bông trứng. Bông trứng nhiều quá nè. Có tép con cá, tao không thấy con tép là sao, tao thấy bóng trứng. Lưới thưa vậy mà có bóng trứng nhiều quá ha. Có, vô xuống đây mất trực à. Dạ. Dạ, cái miệng nó xíp. Ừ. Cải xíp lại. Cải xíp mặt rồi đó. Kết rồi. Vậy. Giờ thêm đây nó cắt kết nữa nè. Nãy giờ mình bị trục chặt cái máy, nó cố lên được. Giờ mới đổ rồi cái nha. Tâm càng hả? Sáng là đổ qua đầy thao đó, chứ sao đổ đầy thao bắt sáng. Cái đầu ít. Mà không có tôm, cá đen không có, mình làm gì có. Này có lăng. Tôi lăng. Giờ ba anh em kéo cái đuôi lên đó. Mình đổ nước tươi đi hết rồi. Đất Trung Quốc à. Mai chắc nghỉ đóng cái này. Ôi vô vô. Nước đùa đó, nước thúi đó. Nước trà nè. Có tôm, có tôm đó nè. Dạ. Đỏ mắt hả? Đôi chừng cái chỗ cái xác. Vậy dạ, hả? Em thấy đỏ cái tôm. Có cáp không? Rồi tôm vô mé hết rồi. Ừ. Nó mát rồi nè. Cá nào mạnh chảy mà. Lăng như vậy. Tôm, nhất là tôm như vậy. Xả nước rồi. Tôm cay mắt. Có còn vô vào cái. Như tôm. Cá chèn cũng nhiều quá. Kết. Cá kết hả? Kết. Một hai tôm. Ừ.
giờ rồi qua bên miệng đáy kế bên đổ tiếp đó nha. Đó là cái bình đó đã làm móc chắc lắm. Ừ không mà làm như độ má của mình. Có đâu, có được. Có đâu. Có cây chai mua rồi, cây chai mua cháu rồi. Đây là cái túi nè, có cột cái chai, cái anh em tới thấy cái chụp cái dây để lần cái túi lên. Đổ thao một cái mông không? Cái này ép mà. Còn gì nữa, nó cái dáng lạch quá. Thì thao đi cho dễ bưng. Ừ, đi nhẹ rồi, nó yếu làm gì mà thao nó đi. Thao nước không vậy? Được. Không cho rõ nước. Có con cá gì nó nằm ngay tay anh coi chừng sóc dài á. Ủa má đó bác kỳ. Nó cống này là tháo xuống nè. Nó chút tầm á. Đủ mang người này đồn người kia đồn. Nhưng nó đi chết rồi. Trời ơi, nó bự. Cái lăng bự. Chà bá lửa, cái lăng bẻ không gãy gai luôn. Má mặt gì đó. Giặt con trâu chết mà gãy ngay cái lăng hả? Tao không có nói giặt trâu chết rồi. Mày lo tống. Con xuống kiếm thấy không? Gì? Con đang xuống kiếm thấy không? Con tao hả? Ừ. Đi dưới nó mẹ lắm. Được rồi. Rồi, một đống nước nữa. Không có cá bằng nước cho nặng chơi. Ờ, đã nói mình nặng. Cái con còn cái lăng này. Rồi rồi nhánh bự chản ha. Còn cái lăng con cá kết bự. Nói là chưa thấy cá xác này, nay không có luôn à. Có hồi xưa đi giống sạch, đổ má đổ cái cá kết lớn lớn vậy không. Cái mực lạnh. Có thể nào đổ lần được 500kg mà. Không, cá linh có. Cá linh gì, là cá lăng gì đó. Đổ một cái cắt hai khúc đó. Cắt ra hai khúc hả? Ờ thì đổ cái hai hai đầy. Tủ lá gì không người chứ đâu có đâu. Đổ là mấy trăm ký hả? Ờ. Nè đây nè, nè đây nè. Giờ anh đem cuốn đáy lên luôn cả nhà, nước chuẩn bị đứng rồi nên cá hết chạy nên cuốn đáy. Thank you.
quay cái này là để cho hai cái thùng phi nó nhập lại hả anh Sơn? Ngỗng lên ha, ngỗng hàm. Đầu là mấy anh Thạch với mà anh Sơn á vô cái miệng đáy. Dạ giặt đáy phải xuống sông vậy đó, ngồi xuống sông vậy. Ủa má lạnh thiệt chứ. Gió nữa anh, gió không chưa lạnh đâu, hồi anh Thạch leo lên bờ nè mới lạnh. Dưới nước không có lạnh chứ mà ốc nậu lên hết rồi. Anh leo lên bờ trời gió hiu hiu lạnh. Gió hiu mình kéo lên nó mệt. Lạnh teo. Cáo không mà không có gì hết à. Ờ cáo không à. Dặn qua dặn lại. Leo lên gió hiu hiu này thổi gió lạnh thổi teo bu ghi luôn á. Đây nữa là mấy lần. Sợ quá mà chào. Nước chảy nó nhiều lắm. Đông mai thả nó nè. Thả đất ra. Thành công nó nói mai nghỉ đủ, ăn đủ. Xuống xuống đi. Thả con cam ngày mai coi chừng có lăn nó rình rình nó đi không? Vậy là trốn mình sao? Cá giờ nó không chiêu trò chứ sao mà chiêu tầm. Má có nằm tôi bị chặt lại không? Cái linh quá trời. Cái linh gì cái lăn á. Ủa mà ông sốt không có 50 ký đó. Nó có trời nó đánh đó. Không đó. Không nhớ không kêu tôi giặt ái là ngày ông cũng bể luôn. Má một mình gặp mình. Em là mẹ em mười. Ờ. Gái sang cho bác qua. Dám kéo vậy cũng sợ dám bước tụi nha. Thank you.
Này bị nước thải cá ít quá hả anh Thật? Ừ. Được mà mấy bữa đầu nước anh chạy xuống đây chắc kéo nhìn sướng luôn ha. Ừ. Tôm lòng ngắm bút. Tôm lòng ngắm chóc. Phải vậy. Hai người đó không? Lúc đó đó hai người đó không anh? Đâu lúc đó đến giờ đâu có lộn đâu. Nhất khúc hả? Không có. Để chừng nào cơ lên kéo lên tới trên là mới đổ. Đổ tôm chết. Dạ. Giờ đâu có tôm nào. Cái lần chồng bé nổi tôm quá trời luôn rồi cũng chạy anh em cuốn đáy xong mình này cả nhà vô bờ để đổ cá lựa để cá chết hết còn cái ghe bên đây cũng là của anh Sơn luôn mà chưa có đổ xong nên ghe này vô đó. Cá ngon, cá nóng. Anh Nhật với anh Út á nói là cái con nước đầu này đổ thì nó ít hơn là cái nước sau. Không phải lần sau. Lần sau thì nhiều hơn. Chứ giờ có tôm hết rồi. Dạ đúng lúc còn qua tôm đúng lúc. Dạ cũng có tôm rồi. Phải không? Ngày qua quay này thôi. Dạ. Đó. Bảo mẹ cái này lửa cho mau tóc thành. Đó. 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 Nữ bình thiên nè. Rồi đang lát hết đây chị với mấy em á giờ chuẩn bị lựa cho mèo. Cứng nhuyễn quá cái này mình bỏ vô rổ người ta không không trời ơi con tôm nó lột kìa tôm lột nè tôm lột lột con tôm không ít cá thì không được nhiều chưa mà nó nhiều. Cái rổ nó rổ chết nè, bỏ đây nè. Dạ. Chết ngon. Miếng cá bỏ luôn tâm dạ. Ai đánh lựa ông tâm hết cá không trăm như vậy. Bỏ nha. Dục được tất cả. Bỏ hả? Lấy. À, đập. Đúng rác vô con này nó hốc vô cái lượng tính cái loại. Nhìn thấy con hồ. Con tôm đẹp rồi, lấy tôm, bữa tôm. Có tôm kìa. Con tôm. Thì thế nó đang lên cấp nồng thường chiên một cái này chứ là con tôm. Dạ. Tính tật là con thía. Về Vĩnh Long ở. Cái con cao nè. Đó, mình có ra. Cái nước mặt luôn đó. Cá. Ừ, nó có bóng nhiều quá mày. Cái hiếu. Bỏ kia đi. Nhiều lắm, theo nhiều lắm, nó chảy. Dạ. Không biết. Ủa cái kết chưa kịp tới đây nè. Kết nhiều mà cứ kết nái không à. Bỏ cái đậu đó vô. Tại vì ấy nó kết này cho vui sơn không nó rộng riêng rồi, không? Con thì cái cái không? Đậu ơi. Không có, cái này vô khi đúng không ạ? Vô khi đi cái đậu không à? Giờ không có ai đâu có đậu đâu. Đây cắt, cắt. Tại có trong sáng rửa thì bà. Đậu nó sáng rửa thì bà kìa. Chù cái tàu nhật là thảo có bóng nồng nó bạn rồi.
không? Khô. Ra đổ xong. Đây. Đây nè, con bóng luôn okay. Thành. Đó. Nãy giờ quá rồi tôm còn mé luôn không chết. Giờ mới mới nghe tin đồn phải không? Ủa đó. Tính điện mày rồi. Mấy cái kết không? Bè luôn. Rồi đổ cái kết rồi chắc còn tí hơn à. Đấy, cái này lắm rồi nữa. Cái này bỏ chung vô với cái kết. Lát bỏ đi. Hơn tiếp hay luôn. Đi từ 200 mấy. Nhiêu đây 200 mấy nè. Ờ, ký chập rự. Cái con cái gì đó hả? Ừ. Ký chập rự đó. Gì coi hả? Một bạn là 60 rồi. Đâu? 21 rồi. Ờ, mấy. Vậy cái này có ký có 150 hả chị? Ca ca kết cái ngoài luôn rồi. Ai biết ở cái chập rỡ nó bán cho cao chập rỡ chứ. Rỡ gì cá nhỏ. Ủa này cá bự mà. Ủa cá sát nè, cá bóng bự nè, đây cá bóng bự nè. Không, cá bự bỏ vô bên kia đi, bắt lấy lỗ rồi bỏ vô. Cái này lát cái lửa, mấy ống ngon, cá cá 4 5 đạn cho. Con cá kia cơm rưỡi này cơm phải đó. Cái này con cá nè. Mấy tôm đâu rồi? Nhảy hết rồi, bỏ đâu? Giống gì phải gì? Thấy à, cá thì ta ốm, ta dài con cá này nè. Cá không phải hả? Không phải, cá này là mới phải. Ơi. Đúng rồi, đẩy mà. Biết sống mà, nghĩ lựa rồi. Tôm bỏ đây. Cái cúng là cá lăn nhỏ. Đây tôm anh em bỏ vô đây cho nó chạy oxy cho sống mà cả nhà. Cái hồ này hồ cá ngon không cả nhà, cái chút trời, cái lăng tôm. Ô, cái này là lựa cá bóng bóng trứng nè. Cái này lựa nhanh nhất. Thầy chi hồi nãy sao mà ảnh lựa ra tới đây được nhanh lắm. Sàng sàng cái mấy con cá bóng trứng nhỏ nhỏ, cái lọt mấy cái lỗ. Vậy cách lựa nhanh nhất. Cái dĩa là tạo cái dĩa. À, chị xào qua xào lại cái mấy cá bóng trứng nhỏ nhỏ lọt ra ngoài. Cái lửa sơ cái nữa là xong. Hay chưa? Cái sơ nữa nhanh. Rớt này nè. Rửa sạch đi cái rồi thử lại. Đây. Đó, rửa sạch. Rớt ra rồi nè. Thấy không? Đó chưa con không? Rồi lấy cái rổ dày rửa rổ dày đi đổ ra rổ dày rồi ta làm cái gì nào đấy. Còn nhựa cá bóng trứng cá bóng trứng nhỏ nhỏ này cả nhà. Rửa này khô 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 cháo trắng mà thầy. Dạ quéo quéo lại ha, kẹo kẹo ha. Bỏ miếng tiêu bên nữa. Hỗ trợ. Đây. Đưa đây là một cháo là một dĩ. Đó chưa thấy. À, đổ vô đây nè. Ủa giờ đổ lại đây có không? Ừ. Cái lửa cá. Ờ, được nhiều không anh? Ít đó. Trời ơi có không? Ờ. Có mấy con cá kết ngon quá ha. Ờ, kết chắc là nào. Đây có ông anh cũng đóng đáy kế bên luôn. Hồi nãy mình đi theo anh Sơn. Còn có anh chị này là bên ghe kế bên. Mình không qua được.
trên bờ mình quê cho cái nhà xem nè. Mấy lần đỏ, ủa con cá này con cá gì ngộ hết chị? Cá này có đỏ, cá bò. Cái này á, cái này dạ dạ vàng vàng nè. Cái này cái chút bò. Em thấy nó lạ không ha. Ừ. Dạ. À. Dạ. Rồi, dạ dạ. Bà con. Điều giờ có cá bò mà không? Mấy đứa này không có bò. Bà chị đây nhà ở trên kia kìa. Giờ đẩy về nhà của anh Sơn nữa nè. Con cá hú hay là cá gì ha? Đúng rồi, cá hú. Cá bà sa. Cá bà sa hả? Cá tra bạch. Cho em coi con cá. Đúng. Cá bà sa. Bạch. Hồi thử con cá gì đâu mà nó biết nói chuyện không nội ơi. Nó bự.